Chương trình E1, EB1C giúp nhà đầu tư Việt định cư Mỹ trong vòng 6 tháng sau khi EB5 chính thức tăng vốn lên 900.000 đô la Mỹ. Visa E1 là loại thị thực định cư tạm cho phép chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao có nhu cầu đến Mỹ kinh doanh, vận hành doanh nghiệp và hướng đến mục tiêu định cư lâu dài tại đây. Thời hạn của visa E1 có thể lên đến 7 năm và được gia hạn mỗi 2 năm một lần. Sau khi có visa E1, visa định cư EB1C là bước thứ hai giúp nhà đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn và trở thành công dân hợp pháp tại cường quốc này. Vậy, những lợi ích của chương trình E1 là gì? Người tham gia được phép đưa vợ hoặc chồng và con cái độc thân phụ thuộc dưới 21 tuổi cùng đến Mỹ sinh sống. Nhà đầu tư sẽ trực tiếp điều hành công ty, mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc mua công ty và thực hiện việc kinh doanh tại bất kỳ tiểu bang nào tại Mỹ. Vợ hoặc chồng đi cùng đến Mỹ sẽ được xin giấy phép lao động và tự do làm việc bất kỳ ngành nghề nào tại Mỹ. Con cái nhà đầu tư được học tập miễn phí tại hệ thống trường công của Mỹ đến hết bậc trung học phổ thông. Cả gia đình được hưởng những phúc lợi xã hội như dân bản xứ tùy theo tỉnh bang sinh sống. Ngoài ra, các thành viên được thi bằng lái xe, xin thẻ an sinh xã hội và bảo hiểm y tế. Cơ hội lấy thẻ xanh Mỹ EB1C cho cả gia đình khi doanh nghiệp đáp ứng đủ những điều kiện của chương trình. Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng chỉ trong vòng 6 tháng. Nhà đầu tư không phải chứng minh tài chính và nguồn tiền của mình. Nhà đầu tư được chủ động đầu tư, kinh doanh mọi lĩnh vực và tiếp cận thị trường hàng đầu thế giới là Mỹ. Người tham gia sẽ chủ động cho kế hoạch định cư Mỹ và lấy thẻ xanh EB1C cho cả gia đình. Vậy để tham gia, nhà đầu tư cần thỏa mãn các điều kiện gì? Nhà đầu tư phải là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao tại công ty ở Việt Nam. Có giấy tờ và tài liệu chứng minh được sự liên hệ giữa công ty Việt Nam và công ty Mỹ. Công ty Việt Nam và công ty Mỹ có trụ sở hoạt động và địa chỉ rõ ràng. Công ty Mỹ có nhu cầu và khả năng thuyên chuyển quản lý, lên kế hoạch kinh doanh và phát triển chi tiết trong 5 năm tới. Nhà đầu tư có thời gian làm việc tại công ty Việt Nam hơn 1 năm và chứng minh được trình độ, khả năng để đảm nhiệm vai trò chức vụ của mình. Để chuyển tiếp lên thẻ xanh EB1C, nhà đầu tư cần thỏa mãn các yêu cầu sau. Nhà đầu tư là quản lý hoặc giám đốc điều hành công ty đa quốc gia. Nhà đầu tư phải làm việc ít nhất 1 trong 3 năm trước đó tại các công ty ở ngoài Mỹ. Doanh nghiệp tại Mỹ phải có từ 25 nhân viên trở lên. Kết quả kinh doanh công ty tại Mỹ phải đạt lợi nhuận. Vì sao nhà đầu tư nên chọn Khai Phú làm người đồng hành? Khai Phú hiện đang cộng tác cùng các tập đoàn uy tín, giàu kinh nghiệm tại Mỹ và độc quyền thương hiệu nổi tiếng hiện nay là chuỗi nhà hàng Hurricane Grill & Wings. Anh chị sẽ tham gia với vai trò quản lý chiến lược và nhận lợi tức hàng năm. Việc vận hành doanh nghiệp sẽ do các đơn vị có trình độ và chuyên môn cao hỗ trợ. Khai Phú Investment and Migration đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và di trú, hỗ trợ hơn 1.000 gia đình Việt Nam vươn mình ra thế giới. Quý nhà đầu tư quan tâm đến chương trình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại tư vấn di trú.com hoặc hotline 0901 888 803.